Dạ vâng, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Có địa chỉ là xóm 7, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại của em là 0936 525 998. Số này em có đăng ký luôn cả Zalo các bác nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một số cái mặt hàng phụ kiện đồ chơi cho xe đạp. Đấy. Thì sau đây em sẽ đi vào chi tiết từng cái mặt hàng và báo giá để các bác tham khảo. Bác nào có nhu cầu sử dụng cái mặt hàng gì thì cứ alo cho em. Đấy, cho em số điện thoại, địa chỉ để em ship COD đến tận nhà. Các bác kiểm tra hàng và thanh toán các bác nhé. Thì sau đây em sẽ đi vào một chiếc yên trước đi. Đấy. Đây thì em mới mua được một chiếc yên Samaco. Chiếc yên này thì nó là một thương hiệu của Ý các bác nhé. Nó có một cái form rất là đẹp luôn, rất là lạ luôn. Lần đầu tiên em mua được một chiếc yên cái form nó như thế này. Đấy. Để em đo cái size cho các bác tham khảo này. Cái chỗ to nhất của nó đây các bác nhé. Chỗ to nhất là 14,5. 14,5. Và cái chiều dài thì chiều dài của nó là 25 cm các bác nhé. Đấy, 25 cm. Chiếc này thì em cầm ấy, em thấy nó nhẹ lắm các bạn. Nhẹ cực kỳ luôn. Đấy. Và hình thức của nó này. Các bác đây. Hình thức này, cái phần da của nó đây các bác nhé. Hầu như là chưa có dấu hiệu sử dụng. Đẹp như mới luôn các bác nhé. Đấy, đây. Chưa có một vết xước nào luôn. Yên này thì người ta tháo xe xuống nên là nó có một cái vết đây. Hơi hơi đây này. Đấy, cơ bản là lắp lên xe rồi các bác nhé. Lắp lên xe rồi nhưng mà chưa sử dụng. Chiếc yên này thì em đang bán 1,5 triệu. Đấy, một chiếc yên nhìn nó rất là cao cấp, trọng lượng rất là nhẹ các bác nhé, form rất là đẹp luôn. Những cái kiểu yên mà đây các bác nhìn này. Đấy, hai bên nó thoải xuống cái này, ngồi nó ôm mông. Đấy là nó không bị đau các bác nhé. Ngồi lâu nó không bị đau, nó không bị cấn. Đó. Đấy, cái mút của nó này. Chung là cái yên này ngồi sướng lắm. Mà nó rất là nhẹ các bác nhé. Có 1,5 triệu thôi. Đấy. 1,5 triệu. Rồi. Tiếp đến thì em đi vào mấy cái mũ bảo hiểm đi. Ở đây thì em đang có một chiếc Kabuto. Dòng này là dòng Figo các bác nhé. Kabuto Figo. Hàng lướt rồi nhưng mà còn rất là mới luôn. Đây nó có tem, tem kiểm định chất lượng GCF của Nhật này. Đây là điều chỉnh vòng đầu các bác nhé. Cái mũ này thì nó có size là size SM. SM thì vòng đầu từ 55 đến 50, 55 đến 59 các bác nhé. Đấy, còn rất là mới luôn. Đấy, tem của Nhật thì đầy đủ hết các bác nhé. Nói chung là hàng cho bán như các bác là nó là hàng chuẩn. Đấy, xuất thị trường Nhật. Đấy, có tem. Cái này thì cái phần này nó là phần xốp nên là qua sử dụng rồi nên nó sẽ có những cái vết vết các bác nhé. Đấy. Chiếc này hôm nay bán cho các bác 840 đi các bác nhé. 840 thôi. Đấy, rẻ như mũ tàu vậy. 840. Tiếp đến thì em có một chiếc mũ Canon đeo. Đấy. Canon đeo thì nó là một thương hiệu sản xuất xe đạp rất là nổi tiếng của Mỹ rồi. Nó là của Mỹ nhưng mà nó sản xuất ở không phải ở Mỹ đâu các bác nhé. Không phải ở Mỹ đâu. Chiếc này thì có size là size SM. Đấy. Cũng là size SM 52 đến 58 các bác nhé. Vòng đầu từ 52 đến 58. Đấy. Đây. Hàng lướt rồi nhưng mà nó còn rất là đẹp. Đây là chỉnh vòng đầu này. Đấy. Cái tem GCF thì người ta dán ở trong đây. Đấy, chiếc này form rất là đẹp các bác nhé. Độ rất là thoáng. Đấy. Đây. Có. Đây. Đấy. Hai cái này như kiểu hai cái mũi tên. Ấy. Đấy. Form rất đẹp luôn. Đấy. Màu xanh đen. Đấy. Hình thức còn khá là mới. Chiếc này thì giá nó cũng mềm thôi. Để cho các bác 1,25 triệu các bác nhé. Canon đeo, thương hiệu sản xuất xe đạp của Mỹ, trọng lượng cũng rất là nhẹ luôn. Đó. Tiếp đến thì em có một chiếc mũ bông chân gơ, một chiếc mũ bông chân gơ. Đấy, chiếc này thì cũng cực kỳ mới luôn, bông chân gơ cũng của Mỹ luôn.
Chiếc này thì 1.450.000 đấy. Đây, chỉnh vòng đầu đây, chỉnh vòng đầu đây đấy. Chiếc này thì size là size 58 đến 63 các bác nhé. Đó, tem mác thứ đầy đủ hết đấy. Hàng xịn các bác nhé, chứ không phải ba cái hàng fake đâu. 1.450.000. Đấy, các bác cứ lên Google các bác tra này, bông chân gơ Starvolt này. Chiếc này thì mới thì nó rơi vào khoảng 3.000.000 các bác nhé. Đấy, hàng lướt đẹp như mới này có 1.450.000 thôi, các bác rẻ được nửa rồi. À, bác nào đang chơi check chiếc thứ thì các bác mua cái này về đội là nó đúng là nó hợp luôn. Đấy, bông chân gơ rồi, vòng đầu từ 58 đến 61 thì phải. 58-63 các bác nhé. Đấy, 1.450.000. Tiếp đến thì em có một chiếc mũ laser. Chiếc này thì nó là thương hiệu của Bỉ, thương hiệu của Bỉ các bác nhé. Đấy, chiếc này thì cũng đẹp như mới luôn. Đấy, có nhiều cái em mua về nó là hàng mới chưa qua sử dụng nhưng mà nó không có cái hộp ấy các bác. Đây, chiếc này thì nó chỉ thiếu cái hộp các bác nhé. Đấy, cái này cũng size là vòng đầu 58-61. Đấy, chiếc này chỉnh vòng đầu ở đây, vòng đầu đây 1.750.000. Đấy, form cực kỳ đẹp luôn, form này là form đời mới các bác nhé. Để em xem nào, chiếc này thì nó đời là năm 2020 các bác nhé. Đấy, đẹp như mới luôn. Cái loại này thì cái lòng của nó khá là sâu, đội nó rất là ôm đầu các bác nhé. Đấy, bác nào mà cái vùng mà gió nhiều thì các bác nên đội những cái mũ mà cái lòng nó sâu này, nó ôm đầu thì khi mà gặp gió thì nó đỡ bị cái mũ nó đỡ bị rung lắc, đỡ bị vật qua bên nọ vật qua bên kia các bác nhé. Này thì nó là thương hiệu của Bỉ. Đấy, thương hiệu của Bỉ nhưng mà nó không phải nó sản xuất ở Bỉ đâu các bác nhé. Đây này, em xem cái tem của nó ở đây này. Đây này, cái gì đây. Đấy, tem mác rất là nhiều luôn. Đây, made in China. Made in China các bác nhé. Desik in Benzum Bỉ này. Đấy, thương hiệu của Bỉ sản xuất ở Trung Quốc, nhà máy sản xuất Trung Quốc các bác nhé. Đấy, cứ vậy cho nó nhanh. Ông ấy đến lúc về các bác bảo người bảo nó là của Bỉ sao nó lại là made in China. Đấy, em này buôn bán này nó cứ vậy nó dễ, đến lúc các bác nhận hàng thì các bác cứ đỡ bị bỡ ngỡ các bác nhé. Đấy, tiếp đến thì em đã có mấy cái bộ quần áo này. Nói giờ thì nó sang mùa hè rồi, nhưng mà các bác mùa hè các bác mua chăn bông thì giá nó sẽ rẻ hơn các bác nhé. Đấy, thì hôm nay em đang có một cái bộ quần áo dài tay, bộ này thì chuyên cho mùa đông các bác nhé. Đấy, em đang có đâu 3 bộ thì phải, 3 bộ, xong mà làm lên trước cho các bác một bộ đi. Đấy, lên nhiều quá đến lúc các bác hỏi thì không... không biết là bộ nào bán rồi và nào chưa bán. Đây, em nó có một bộ Nukili size M các bác nhé. Đây này, made in Italia các bác nhé. Đấy, hàng sản xuất tại Ý luôn. Cái loại này các bác đi mùa đông thì quá ok luôn, rất là ấm các bác nhé. Đây, vải nó mềm lắm, sờ nó thích lắm các bạn. Đấy, bây giờ các bác mua thì giá nó sẽ rẻ hơn, ví dụ mai kia vào mùa đông thì giá nó cao lắm. Đấy, em thì nói chung là em có thấy rẻ là em bê về thôi, bán cho các bác rồi xong là các bác về các bác treo vào tủ, mai kia đến mùa đông các bác mặc. Size M, size M này thì em mặc thử rồi, 70 cân ok, 70 hơn 70 cân các bác nhé. Để em đo cái nách này, em 70 cân mà em 1m75-76 gì đấy. Đây này, nách của nó là 47. Ê, bác nào mà muốn bó, mặc bó thì 75 cân chẳng hạn như thế. 71 các bác nhé, 71, dài 71. Đấy, đấy, nói chung là chỉ cần đo cái này thôi các bác nhé. Còn cái tay này thì cứ thoải mái đi các bác. Tay này nó khá là dài, dài thoải mái. Đấy, hàng mới chưa qua sử dụng luôn. Đây là cái quần của nó này. Đây quần này, các bác này. Đấy, tem này. Đây, quần thì nó sản xuất ở Trung Quốc các bác nhé, cũng size M luôn.
Bộ này lên lên rất là đẹp đây. Đấy. Cái này thì em mua được những cái giá cực kỳ hợp lý. 950 cái bộ này các bác nhá. Đấy. Áo sản xuất tại Ý, quần thì sản xuất tại Trung Quốc. Đấy. Để cho nó dễ đi. Đây, vải của nó này. Cái này thì nó chấp mọi loại gió các bác nhá. Đấy. Vải rất là mềm. Đây đằng sau túi này. Túi này, túi này, túi này, phải đẹp. Đấy, để em lật nó ra đằng sau. Lật nó ra đằng sau cho các bác xem. Có ba túi các bác nhá. Đây có túi khóa nữa này. Đấy, bỏ tiền vào đây là yên tâm không sợ rơi này. 950 thôi các bác ơi. Rẻ lắm. Hàng xịn các bác nhá. Tiếp đến thì em có một chiếc áo Izumi. Đấy, chiếc này thì nó của Nhật rồi. Made in Japan. Đấy, mấy chiếc này em mua được cũng giá rẻ nên là bán cho các bác cũng giá cũng rẻ luôn các bác nhé. 700 này. Đẹp như mới các bác nhé. Size là 70. 70 cân trở lên các bác nhé. Bác nào mà khoảng 68 cân muốn mặc nó rộng rãi thì mua cũng ok. Đấy. Nách của nó là 48. Còn thì dài là đi 68 các bác nhá. 68. Chiếc này nó có một cái màu rất là đẹp luôn. Và cái chiếc áo này thì nó đẹp. Đẹp mê ly luôn các bác nhá. Đẹp mê ly luôn. Độ mới rất là cao. Đấy. Độ mới rất cao các bác nhá. Chỗ này là nó cái vết bẩn thôi. Đấy. Độ mới rất cao. Đấy. Túi này. 700 phí ship các bác tự lo các bác nhá. Đấy, em mua được rẻ này thì nói chung là bán kiếm tí mớ rau mớ cỏ thôi. Đấy, 700 ship các bác tự trả. Tiếp đến thì em có một chiếc Santini. Chiếc này thì của Ý rồi. Của Ý các bác nhé. Size này là size L. Santini. Made in Italia luôn. Đó. Chiếc này cũng đẹp. Không kém gì mới luôn. Cũng 700. Đấy, lô này giá tốt lắm các bạn. Không mấy khi mà mua được cái hàng đẹp mà giá như này đâu. Size L. Chiếc này thì cái form nó to hơn các bác nhé. Form nó to hơn. Đây nó cũng là 4 a à, nó cũng 48. Nó dài dài 71 thì chiếc này khoảng nói chung là 70 75 cân ok. Cũng 700 luôn. Đấy, màu tím thủy chung, màu này giờ đang rất là hot. Màu hồng bây giờ cũng đàn ông mặc rất là nhiều, rất là hot các bác nhé. Đấy. Em cũng mặc áo màu hồng luôn, áo phông mặc áo màu hồng mấy cái. Đấy, đây. Tím cũng có. Đây. Rất đẹp luôn. Made in Italia, có 700 nghìn thôi, rẻ như áo tàu vậy. Đấy, cái màu này mặc lên rất là đẹp các bác nhé. Đẹp cực kỳ luôn. Đấy. Màu tím thủy chung. Đó. 700, xin các bác tự trả. Rồi bạn nào có nhu cầu sử dụng cái mặt hàng gì thì alo cho em số điện thoại 0936 525 998. Để cần thêm hình ảnh thì cứ nhắn vào Zalo cho em các bác nhé. Rồi em xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Chào các bác.